Bây giờ mình sẽ đi vào chỗ ghép cà chua của công ty Phong Thúy nha bạn. Khu vực ghép cây cà chua của công ty Phong Thúy. Các bạn đang thấy là các chị đang thực hiện cái thao tác ghép cây cà chua con, cây cà chua giống. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng một cái gốc như hồi nãy chị nói. Ở đây thì ngoài cây cà chua để ghép thì cây cà tím mình cũng ghép, và cây ớt chuông mình cũng ghép. Kỹ thuật ghép của nó thì tương tự như nhau, nhưng mà nếu như ghép cây cà chua với lại gốc cây cà tím á, thì cái hạt của cái cây cà tím mình phải gieo trước 7 ngày. Tức là thay vì hồi nãy cà chua mình gieo trước 3 ngày thì bây giờ cây cà tím á, thì mình phải gieo cái gốc trước 7 ngày. Đây bạn ơi, đây là cái nhà để ươm cà chua sau ghép bạn. Đây là đây những cái mắt ghép rồi bạn, những cái chỗ ghép lại rồi bạn, ghép bằng nhựa tự phân hủy này. Vài ngày thì khi mà cây cà chua nó sống rồi thì cái này nó sẽ tự đứt ra bạn. Đây là vườn để chăm sóc sau ghép nha các bạn. Đây là những cây vừa ghép bạn, nên nó hơi héo, nó đang trong giai đoạn phục hồi bạn. Đây bạn ơi, đây là cái vườn mà sau khi cây nó đã khỏe mạnh rồi bạn. Cái này được bao nhiêu ngày sau ghép rồi chị? Dạ, cái này thì đi ta. Dạ. Này trồng ớt nha các bạn. Ớt. Coi dùng tí canh kìa. Bây giờ mình sẽ đi đây bạn ơi, bên đây cũng là trồng ớt giống nè bạn. Ủa này không phải, nhầm. Cái này là cà bạn ơi. Cà để làm gốc ghép nha bạn. Đây là cà để làm gốc ghép. Bây giờ mình sẽ vào cái nhà thủy canh số 1. Trồng rau thủy canh nha bạn ơi. Nước nó chảy rồi bạn. Chảy qua không thấy rồi. Thủy canh nha bạn. Đây một cái chậu nữa nè bạn. Nó có rễ nè bạn. Đây bạn, đây là xà lách dai. Rồi. Ô lại cà đỏ. Là cái gì không biết luôn. Này là xà lách lô lô tím. Này bạn. Đó. Xà lách lô lô tím. Ở trong kia là lô lô tím nha bạn. Cái
này là lô lô xanh. Đây. Lô lô xanh luôn ạ. Nè, ta có cái này để sâu bệnh, thu hút sâu bệnh các bạn. Đây nè, cái tấm dán này bạn, cái tấm này nó dính keo bạn. Để thu hút sâu bệnh sâu rồi côn trùng rồi bạn, nó bay dính vô bạn. Cà lách mỡ. Nè, cà lách mỡ luôn. Này lô lô xanh, lô lô tím, với ở trong kia là có màu xanh là lô lô xanh luôn. Này rumen đây, bây giờ mình sẽ vào nhà máy bạn, khu mà đóng gói cà chua rồi, đóng gói sản phẩm bạn ơi. Này, hai tay. Đây là cà chua thành phẩm bạn ơi. Cà chua. Đây là cà chua các bạn ơi, cà chua. Cái này có thể đem được các bạn ạ. Đây là cái máy phân loại cà chua các bạn. Máy này thì bên Nhật tài trợ cho tỉnh Lâm Đồng, và tỉnh Lâm Đồng chọn công ty Ngọc Thúy để vận hành máy các bạn. Máy có thể 1 giờ nó có thể phân loại được 4 tấn cà chua, và phân theo 4 màu khác nhau của màu cà chua các bạn. Đây. Ngoài cà chua thì còn có gừng nè bạn, dưa leo nè bạn, cà chua bi. Đấy là cà chua bi, còn đây cà chua cherry. Ok. Cherry. Cherry tròn có. Đây bạn ơi, đây là cà chua nha các bạn. Cà chua trái nó bự lắm các bạn. Đây. Cà chua. Đây là những cây để trưng bày cho hội festival nha bạn. Đây ớt. Rồi, ớt quá nhiều trái luôn. Này. Mẹ ơi. Đây là ớt. Ớt bạn ơi. Đây là cà chua nè bạn ơi. Ớt các bạn, cái ớt này là rất là nhiều trái các bạn, ớt Đà Lạt này thì là dưa leo nè bạn ơi. Đây là dưa leo, dưa leo các bạn, dưa leo nè. Rồi dưa leo. Đây là mướp, mướp thì chưa có bạn ơi. Chào anh em, lại là mình đây. Bây giờ mình sẽ thẳng tiến lên Đà Lạt nha anh em.